phố cổ Hội An thu nhỏ đẹp mê hồn của vợ chồng Đà Nẵng. Chỉ với diện tích 120m2, được xây dựng, tại Đà Nẵng, kế hoạch chê hao lưu giữ rất nhiều hồi ức về một gia đình gốc phố của Hội An. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với kiến trúc sư khi đưa ra ý tưởng cho dự án này. Đặc điểm nổi bật của Hội An được thể hiện qua những ngôi nhà lát gạch đỏ, những nét kiến trúc tiêu biểu, những nét văn hóa, được tích hợp vào dự án để tạo nên nét đặc trưng của ngôi nhà lưu giữ ký ức theo thời gian này ngôi nhà có mặt tiền là hướng đông nam hướng nhà tốt nhất cho khí hậu việt nam lối thiết kế chủ đạo của ngôi nhà là tận dụng hướng gió để làm mắt ngôi nhà bằng luồng gió tự nhiên thông qua hệ thống cửa trượt và đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà để giảm việc sử dụng ánh sáng nhân tạo vào ban ngày việc xây dựng tòa nhà hòa hợp với bối cảnh xung quanh là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ thiết kế mọi bình trồng cây cũng đều được mang đến từ khu trung tâm hội an đảm bảo nét truyền thống được lưu giữ trong mọi chi tiết ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp truyền thống của ngôi nhà này. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.